chán hết rồi không? Hay mình đi chơi đi. Đi chơi đi. Chơi đâu? Hay đi đi lạc đi. Đi lạc? Bao giờ muốn đi? Đi liền đi. Đi liền? Lúc nào cũng tim kiểu bất ngờ ấy trời. Ok, vậy thì đi Hy Lạp, đi chỗ nào? Đi đảo Milos. Đi đảo Milos nha. Lại đi chơi tiếp thôi. Thời tiết ở Milos mấy ngày tiếp theo nó sẽ rất là nắng, không có một chút mưa nào, không có mây luôn á. Cho nên là hai đứa đã quyết định đi. Cảm ơn vợ. Uầy, ở ngoài vừa mưa xong hả? Vậy là mình đi đúng lúc luôn. Đây, trong hành lý của Huy là đầy đồ đạc của hai đứa. Và riêng cái túi này túi đồ nghề, túi máy quay phim, máy drone, máy camera. Buenos Aires, Enrico. Hi, how are you? I'm fine, you? Good. Okay. Grazie mille. Mọi người nên book sớm. Đi gấp như kiểu hai đứa này là luôn luôn phải chịu các vé nó mắc. Để đi đến Milos á thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Mình không có thể nào bay thẳng được. Vì nó hòn đảo cho nên mình phải bay qua Athens. Athens là thủ đức của Hy Lạp. Thủ đô hả? Trước đây là nói thủ đức ngoài à. Shit. Ok, thủ đô của Hy Lạp, Athens. Xong rồi từ thủ đô Hy Lạp là mình sẽ đi bằng một chuyến tàu. Đi đến Milos. Đó. Đến máy bay rồi. Thời cao điểm du lịch cái này á là mua mấy cái vé và thuê khách sạn nó rất là khó, nó hầu như là không có luôn đó. Rồi bây giờ đang ngồi trên taxi. Taxi mình đi đến địa điểm bên cảng thì là từ sân bay ra đó thì tầm 60 euro đến 70 euro nhá. Và mọi người nhớ là đổi tiền mặt trước nha. Vì là trong xe taxi là đa số là người ta không có nhận tiền nhận thẻ nha. Good morning. 12 giờ trưa rồi. Định đi tham quan thủ đô Athens nhưng mà cuối cùng là không kịp. Vì là đêm qua là hai đứa về xong rồi cũng mãi cũng không ngủ được. Với vợ yêu của mình đây. Xinh toát, xinh toát. Trời ơi, khẩu trang đâu? Đó, khẩu trang đây nữa. Biết đói bụng chưa? Đói. Rồi hả? Kiếm đồ ăn sáng vậy. Thích cưng. Chạy xe giống Việt Nam luôn nè. Đó. Từ Honda Wave này nọ có hết nè. Mà đặc biệt ở đây người ta không có đổi nón bảo hiểm. Nên là ngồi ở cảng nha. Bây giờ là 2 giờ 1 tiếng nữa là chạy rồi. Mình phải vào check in sớm. Không may là không có vé cái là chết dở. Hôm nay chỉ còn chuyến này nữa thôi. Hên xui. Đến được quầy nhưng mà không có bóng ma nào ở đây hết trơn á. Chứ nó đóng từ đời nào rồi trời. Mình vừa kiếm cái chỗ bán vé này khá là xa, đi lòng vòng tùm lum hết trơn. Hello, hi. I bought my ticket on ferry scanner. Yes, your name, sir? Tran. Yes. And Ngô. You have it? Yes. Oh, awesome. So kind, thank you so much. Great day, bye. May quá. Rồi, bây giờ thông thả. Cái vé này mắc với mọi người nha. Mọi người nên đặt sớm. 100 đô là cho một chiều nhá, cho một chiều một người. Còn vừa đi vừa về là 200 đô. Cho nên là tổng cộng mấy cái vé này là 400 euro cho hai người. Khá là mắc tiền. Yeah. Đành phải chịu. Mọi người cứ đi mà thấy cái tàu si chết á, là đi đến đó là sẽ gặp cái người bán vé. Thì cả cái hành trình đó mất tầm nửa tiếng để kiếm được cái thằng terminal này để lấy vé này. Nếu mà mọi người lần đầu tiên đi á, nên đi trước một tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi luôn. Thank you.
here, unfold up and back the windows doors. Okay, it's going directly to Milos, right? Yes, yes. Okay. Last Milos and coming back. Đây là khu economy. Mình là đặt vé, mình mua cái vé Platinum là trên lầu vì là hết chỗ rồi, còn ngồi đây cũng được, nó rẻ hơn. Thì nói thật á, mọi người mà đi du lịch châu Âu á, đừng có, không cần mua thương gia, không cần mua cái mắc tiền hơn đâu. Nó cũng gần xem nhau à, nó có khác gì. Một cái mà Huy không ưa rồi là mình đang xoay lưng về cái hướng đi, dễ bị say sóng lắm. Wow. Nhưng mà mình được một cái bàn ghế khá là rộng, cũng ok, thoải mái. À, ở trong này mình bắt buộc phải đeo khẩu trang, người ta vừa nói xong. Bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài. Thank you. Thank you. Ồ, người ta ra ngoài đông quá nè. Wow. Hai đứa đang xem phim nè. Đói bụng quá, không chịu nổi. Perfect, thanks. What do we have here? Ok, cái đấy là món ăn chay của người ta. But whatever, where's my card? Wait, can you get it off for me please? Just one second. Và cái này là chung đồ ăn hộp. Thì cái hành trình tiếp theo là mình sẽ đến nơi, đi chuyến tàu này tầm 3 tiếng rưỡi. Mình đến nơi là mình sẽ lấy cái xe của mình, xe mà mình thuê. Rồi mình sẽ đi đến khách sạn ha. Từ Athens đi lên tàu rất là đông người và hai đứa mục đích đi chọn hòn đảo này để vắng người, để mình thư giãn và đi bơi. Trên đường đi là nó dừng 3 lần. Dừng 3 lần là xuống đi chắc cũng tầm 70% rồi. Đây còn 30% còn lại. Thì hy vọng là cái chuyến này sẽ không có đông người trên hòn đảo này mấy. Alright, mình đi xuống thôi. Yay, đến nơi rồi. Vậy là xuống rối rồi. Khỏe người hơn hẳn. Bây giờ đi theo Huy mình đi mướn xe ha. Mình đã đến cái chỗ thuê xe là Europcar. Oh wow. Reservated for today. Okay, for today. Yes, wow. It's crazy. Đấy, tất cả không có xe nào, mỗi chiếc này thôi. Muốn thuê cái chiếc này nhưng mà ông bảo không được, người ta reserve hết rồi. Whatever comes gratis. Yeah, basically everywhere ha. Đó, mình đang check xem là chỗ nào có xước thì là điền vào hết. Trong xe không có gì đặc biệt mà mắc nhiều quỷ. Mirrors. Who you guys lent the car to? Scratches everywhere. Ay ay ay. Ok. Vậy là mình đã đến nơi, để đến khách sạn. Cái khách sạn này đặc biệt là nó gọi là panorama review rất tốt. Và cái đặc biệt nó là đây nhé mọi người. Như thế này. Đẹp không? Mê hồn luôn. Nhìn cái giường nó đã rồi ha. Hoàng hôn nó chiếu hẳn vào đây luôn. Đó. Cái view phòng. Perfect. Awesome. It's a beautiful room. Oh wow. Thank you. Wow. The bathroom looks really good. I feel at home. Dưới này mình cảm giác như mình ở dưới quê như Việt Nam á. Thích không vợ? Thích quá hả? Đây là mình đang đi bộ ra quán để ăn tối, nằm ngay bên dưới luôn. Còn đây là mình đang xuống dưới biển rồi. Đây cũng là mấy cái nhà khách sạn mình có thể thuê được nhá. Ban đầu định lấy mấy cái nhà này. Đó. Hôm qua bên đó chụp lại thì mới thấy được cái dãy nhà. Nhưng mà nó full rồi. Thật sự là đến đây gấp quá cho nên nó cũng không có kế hoạch trước mình đi đâu. Đến xong rồi mình cứ lái xe mình tham quan thôi à. Rồi đã đến chỗ ăn rồi. Sau một tiếng người ta vẫn xếp hàng rất là đông. Nhưng mà mình vừa mới chơi chiêu gì để được cái bàn. Đổ thừa cho bà xã có bầu.
còn không cho tôi chỗ ngay lập tức thì bà xã sẽ ăn thịt tôi, ăn thịt sống ông chồng luôn. Cho nên nó bảo ok, để tao đưa cho một cái bàn ngay lập tức. It works, còn không thì là phải chờ đây này, mọi người đang chờ đây. Chờ chắc phải ít nhất là 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Ok, bon appetit. What is this fish? It's white sea bream. White sea bream. Vậy đây là tất cả đồ ăn của mình. Phải chiến trường sau 15 phút. Bây giờ đi về nhà ngủ thôi. Gặp mọi người ngày mai. Good night. Bây giờ là tầm 9 giờ sáng. Huy rất là hài lòng với cả cái khách sạn này, vì là mặc dù nó có 2 sao nhưng mà cái người chủ rất là nhiệt tình, hai gia đình cũng sống ở đây luôn. Và buổi sáng nó có đầy đủ đồ ăn, làm cả trứng cho mình. Trứng là bình thường là service của 4 sao, 3 sao đến 4 sao mới bắt đầu có trứng. Mình đang ở trong bếp của bà chủ, ông chủ rất là dễ thương, Dimitris. Hello. Và cô Vespina. Good morning. You guys are doing a really great job with the hotel. Really lovely. Thank you very much. I love the mother here. She is so. Miss Maria. Beautiful, like the food and everything. It's only 2 stars, but to be honest, like this should be at least 4 stars. Thank you very much. Bây giờ mình đi khám phá cái hòn đảo này, vì là có một ngày thôi, chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà mình sẽ bắt đầu với cả cái biển. Quên mất cái tên rồi. Xách quá trời nhiều đồ luôn. Ở trong này là đồ đi biển nè. Còn đây là đồ công nghệ. Rồi ra lấy xe cái đã. Lên xe. Đi xe này được không vợ? Được. Được ha. Thì vợ phải xách đồ cho chồng nhá. Thôi đủ rồi, mình đi xe kia. Nhớ lại tên rồi, cái chỗ này gọi là cái bãi biển Sarakiniko, một cái bãi biển mà nổi tiếng nhất ở cái hòn đảo này. Thì là như mọi người thấy nó trắng tinh hết nè, nó rất là đông người nhảy từ bên trên xuống dưới nè, cái chỗ này nè. Give me 1 second. Hai đứa đến cái nơi này gọi là mấy cái tên này khó đọc lắm, cho nên là cứ phải coi. Mình đang ở bãi biển Mantrakia gì đó. Thì nói chung đây có một quán rất là nổi tiếng gọi là Medusa. Rất tiếc là thời gian chờ của quán này hiện tại là 2 tiếng. Đi cùng với vợ là mọi người biết rồi á, không có đồ ăn cái đầu bạo, cho nên là 2 tiếng là quá lâu. Thôi tiện ở đây rồi thì mình đi chụp hình, mình chụp hình cảnh và mình quay một chút cho mọi người xem ha. Thank you.
đã đến thành phố Plaka, một cái thành phố lớn nhất ở đây, thành phố chính. Tuy nhiên là nó có chút béo à, nó bé lắm. Hai đứa đói bụng như gì luôn á, đang kiếm chỗ để ăn. Cái quán này mình nhìn thấy trên Pinterest rất là nhiều nè, vì là nó có mấy cái hoa giấy này siêu đẹp, là mình đang ăn ở đây. Vấn đề không biết có bàn hay không. Wow, yeah, còn nhiều bàn lắm. Such a beautiful and cute restaurant, huh? Mình sẽ bắt đầu với cả cái món salad Hy Lạp. Thường thường nó có dầu ô liu, có hành, và cái này là cái feta cheese. Ngon không vậy? Ngon quá hả? Refreshing, right? Trời nóng rồi, trời ơi. Happy rồi nè mọi người ơi. Vừa này wow, muốn cắn chồng luôn, trời. Đuối quá. Mặt mũi bờ phờ, tóc bù xù, mọi người có gì thông cảm nhá. Oh god, that looks good. Wow. Hola, lamp. Okay, let's go. Oh my goodness. Đây là món của bà xã, là món mì. Nói này món mì nhá, phải cơm, giống như cơm thôi. Nó là loại pasta mà cho hấp dẫn chưa cần, nó có phô mai như mọi người vừa thấy. Vẹn, nó có nghêu, nó có tôm, gì mà bơi trong biển nó có à? Chiều nổi khoai tây nữa rồi, bắt buộc phải có cơm. Chỗ này có cơm phát là quốc luôn. Đĩa của vợ mình nè, trời ơi, không còn một hạt cơm nữa trơn. Con cứ chậm đi. Trời ơi. Đấy, trời ơi. Ok, mọi người đến đây, đến Milos thì đến vào Paka. Paka thì tìm ở... Sorry, Paka thì tìm đến cái quán. Tìm đến cái quán Chọn Tô là... Đúng rồi, tiếng này khó đọc ghê á. Yeah. Đi tiếp thôi, có sức rồi. Điện ngoài nắng á, ở đây nó nóng, trời ơi, cái vô lăng nó muốn chảy luôn, trời. Một Plaka rất là dễ thương, rất là đẹp, nhưng mình không có nhiều thời gian, cho nên là mình đi vào mình ăn một cái, mình xem một chút xíu mình ra thôi. Bây giờ mình sẽ đi tắm biển. Vừa mới mua cái này xong rồi, cầm nước đi cùng nè, đi tắm biển. Mùa này là bắt buộc có phải có nước nha. Rồi, hey mọi người. Hai đứa có một ngày thôi cho nên là phải đi tham quan hết mọi thứ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Cái hòn đảo này gọi là hòn đảo màu sắc, người ta gọi như thế vì nó quá nhiều màu sắc. Các biển nó thật sự là khác biệt. Chờ bà xã một chút xíu xong mình cũng đi bơi. Hết rồi, hai rồi. Huy trường xã nhảy xuống đúc. You good? Wanna come up here? Can you help? Okay, step. Yes. Where's it? Lem tùm lum tùm la hết trơn rồi chồng. Kể đi biển mà. Ok. Vậy là
đã xong một ngày quá hoàn hảo. Thật sự đi đến hòn đảo này mình nên đi ít nhất tầm 3 ngày, 4 ngày để mình thật sự thư giãn và mình enjoy được các cảnh ở đây. Nó quá nhiều cảnh luôn, đẹp quá. Đó đã là chuyến đi Milos Hy Lạp của Vân và Huy. Alright, cảm ơn mọi người đã theo dõi, cảm ơn mọi người đã xem tập này. Và hẹn lại tập sau nha. Peace.